Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em rút cái đồng coin có ký hiệu là MFI G1 các bạn. Vì lý do G2 mình đã tờ Twitter mình đã bị phá nên mình không có hướng dẫn các bạn tham gia airdrop G2 được nha các bạn. Thì bạn nào có làm airdrop G1 thì vào rút đi các bạn. Thì hiện tại con bot nó đang báo trì nha các bạn. Thì mình bấm start nè. Không thể nào mà hiện cái hình balance của tất cả các bạn thì các bạn chụp cái số ghép nè tất cả các bạn. Bạn nào có ghép thì các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn chụp cái đoạn ghép mình đây nha các bạn. Tới đây nè. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình nha tất cả các bạn. Sau khi chụp màn hình xong thì các bạn click cho phần link mô tả thứ hai mình, các bạn mở link form nghe ra nghe tất cả các bạn. Rồi. Trước kia thì các bạn khai báo username Telegram nào thì các bạn điền là username Telegram đó nha các bạn. Của mình là cộng anh 11. Một, hai, ba, bốn, phải không ta? Để mình vào mình kiểm tra lại. Để mình vào ba chữ gạch nè các bạn. Mình vào setting nè các bạn. Username mình anh 4.1 nha. Rồi các bạn trở về mở link frame lại nè. A cộng anh 4.1 nè các bạn. Thì các bạn nào có tham gia G2 thì cũng chụp ảnh balance G2 nha các bạn. Còn mình đã không có tham gia G2 nên mình gỡ G1 là được rồi các bạn. Các bạn tải lên một ảnh balance nha các bạn. Các bạn chọn tự tạp nè. Rồi nha các bạn tải lên bức ảnh balance của mình nha các bạn. G2 thì các bạn nào có tham gia thì tải lên G2, còn không có thì bỏ qua nha các bạn. Thì các bạn cũng quay lại con bot trước kia, các bạn khai báo địa chỉ BNB Smart Chain địa chỉ gì nào thì các bạn copy lại địa chỉ gì đó nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain, các bạn sao chép lên nè các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Thôi các bạn chạy chút xíu các bạn. Thì hiện tại cái limform này nó sẽ đóng vào ngày 11 tháng 5 nha các bạn. Còn 3 ngày nữa các bạn rút nha các bạn. 3 ngày nữa sẽ cái limform này sẽ đóng sẽ end nha các bạn. Ok các bạn bấm gỡ nè. Tời. Đây là con buộc. G2 không có. Thì hiện tại nó yêu cầu G2 chưa end. Bạn nào chưa chatbot G2 thì vào chatbot G2 các bạn. Thì nhiệm vụ các bạn vào bấm nút start nè. Các bạn chọn kênh group, kênh seller nè. Kênh follow Twitter, gửi lên đường link profile Twitter mình nha các bạn. Rồi gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 trên dưới chút của mình nha các bạn. Hoặc là BUSD cũng được nữa. Rồi các bạn bấm vào mục xác tiết, các bạn chụp màn hình để giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn mở cái link form lại G2 hồi nãy là các bạn. Mở link form nãy lại các bạn. Không biết về không. Rồi tất cả các bạn gửi lên một bức ảnh G2 nha tất cả các bạn. Chọn từ thiết bị nè. Rồi các bạn tải lên bức ảnh balance G2 nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm gỡ nó xong nha tất cả các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút cái đồng tốc cần MFI G1 và G2 đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.